Lê Phạm Thế Vũ được biết đến với rất nhiều giải thưởng trong bộ môn handstand, hay còn gọi là bộ môn thăng bằng tay nghệ thuật. Anh là cử nhân ngành ngôn ngữ Anh Đại học FPT, đáng chi với handstand. Từ khi còn là sinh viên, Thế Vũ đã nhận được hàng chục giải thưởng đáng nể như Top 5 giải vô địch Yu-Yu Việt Nam năm 2023, Á quân FPT God Slayer 2016, vô địch thích thức nghệ thuật Việt Nam liên tục từ các năm 2016, 17, 18, vô địch Yoga Việt Nam năm 2018 và hàng ngàn giải thưởng khác. Bên cạnh đó, Lê Phạm Thế Vũ cũng đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình ăn khách nhất tại Việt Nam, đó là chương trình Người Bí Ẩn, chương trình Siêu Bất Ngờ, Ghép Đôi Thần Tốc, Á Quân Quý Ông Tập Đoàn Tập Đoàn Hợp Mỹ năm 2022. Xin cảm ơn Lê Phạm Thế Vũ rất là nhiều và xin mời Lê Phạm Thế Vũ nán lại sân khấu để cùng chụp hình với ban tổ chức Duyên Khởi ạ. Và sau đây xin mời đại diện ban tổ chức Duyên Khởi lên để chụp hình với lại nghệ sĩ xiếc Lê Phạm Thế Vũ ạ. Xin mời tất cả các bạn.